Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, Tuyên Quang đang tiếp tục khơi dậy ý thức trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày từ bao đời nay. Nơi đây vẫn còn mang đậm bản sắc của một bản làng người Tày với những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ. Người dân vẫn duy trì những nghi lễ truyền thống, tiếng nói của dân tộc mình. Đội văn nghệ cũng được thành lập với các thành viên am hiểu về văn hóa, truyền thống, biết hát then, đàn tính. Tôi thì truyền lại cho con cháu để mai sau không mất một cái truyền thống hát then của dân tộc Tày mình. Không chỉ những người cao tuổi, đội văn nghệ đã thu hút được cả những người trẻ và các em nhỏ tham gia. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các bà các mẹ thường dành thời gian để luyện tập cho các em, nghe người lớn đàn hát. Rồi được dạy bảo, giờ đây nhiều em cũng đã biết hát then. Nhà bố mẹ con nói tiếng Tày, ông bà hát then thì lớn lên con sẽ học theo ông bà bố mẹ ạ. Bác Cáp hiện đang được huyện Hàm Yên xây dựng là làng văn hóa các dân tộc và là điểm du lịch cộng đồng. Chính bởi vậy, việc gìn giữ những ngôi nhà sàn cũng như việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc càng được quan tâm chú trọng. Thứ nhất về các cái nhà ở. Và thứ hai là về cái bản sắc văn hóa của người Tây. Thứ ba là về các cái trò chơi dân gian của dân tộc người Tây. Bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn cũng như sớm đạt được mục tiêu xây dựng làng văn hóa các dân tộc Bác Cáp, cấp ủy chính quyền xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên cũng đã có những định hướng và thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong đó địa phương đã hỗ trợ để thành lập các câu lạc bộ, các đội văn nghệ, mời nghệ nhân về truyền dạy. Ban dân xã cũng đã cho thành lập các câu lạc bộ thể thao và đội văn nghệ. Thì là Ủy ban dân xã cũng định hướng là gắn với phát triển du lịch, mở các lớp truyền dạy cho các thế hệ. Cho các hộ đăng ký làm cái dịch vụ Homestay Tây thì đến nay đã có 7 hộ đăng ký và có 4 hộ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thời gian qua đã được huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang quan tâm thực hiện. Hiện toàn huyện đã thành lập được 11 câu lạc bộ, trong đó có 7 câu lạc bộ hát then, còn lại là các câu lạc bộ hát báo dung của người Dao và hát sình ca của người Cao Lan. Các câu lạc bộ đã tích cực truyền dạy văn hóa truyền thống cho các bạn trẻ, tuyên truyền vận động người dân gìn giữ văn hóa dân tộc trong gia đình và cộng đồng.